chia sẻ trên The Sun, Kinsey Wolanski, nữ cổ động viên mặc áo hở hang chạy vào sân Wanda Metropolitano hôm ngày 2 tháng 6, tiết lộ đã nhận được nhiều lời tán tỉnh, bao gồm cả những tin nhắn của các cầu thủ Liverpool. Trong thể thao luôn có những khoảnh khắc bất ngờ mà người ta không thể nào đoán trước được, đặc biệt là những khoảnh khắc bày tỏ tình cảm lẫn tán tỉnh giữa các vận động viên và các nữ phóng viên. Sau đây là những hình ảnh đã từng xuất hiện trên sóng truyền hình. Cô gái fan bóng chày này vô cùng phấn khích sau khi được thực hiện cú ném mở màn của trận đấu. Sau cú ném bóng, cô đã chạy đến và dành cho cầu thủ của đội bóng yêu thích của mình một cái ôm nồng nhiệt. Ngôi sao bóng đá Neymar thực sự bị thu hút bởi một nữ người mẫu trên mạng xã hội. Vẻ đẹp ngất ngây của cô khiến đôi mắt anh không thể rời bỏ khi họ cùng chụp ảnh chung trên sân bóng. Oh my God! Wow! Một cô nàng siêu cấp đã lén xâm nhập vào sân trong một trận đấu chỉ để tặng cho vận động viên bóng chày yêu thích của cô một nụ hôn cổ vũ hết sức có trọng lượng. Cristiano Ronaldo trong một buổi họp báo bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp. Ngôi sao người mùa liên tục nhìn chằm chằm, tìm cách chọc cười và thả thính cho bằng được cô này. Nữ vận động viên tennis nổi tiếng Steffi Graf từng nhận được lời cầu hôn của một khán giả nào đó giữa trận đấu. Người đàn ông đã hét lên: "Steffi, em đồng ý lấy anh chứ?" Cô cũng bình tĩnh đáp lại bằng một câu hỏi: "Thế anh có bao nhiêu tiền trong thẻ?" Cách đối đáp hài hước của cô đã mang lại cho sân đấu một tràng cười vang. Cầu thủ bóng bầu dục Jimmy Garoppolo khi được phỏng vấn bởi một nữ phóng viên xinh đẹp đã quyết định gọi cô một cách khá thân mật. Vậy bây giờ cảm xúc của anh thế nào? Tuyệt lắm em yêu. Đội tuyển Ba Lan đã nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển Senegal ngay trong ngày đầu ra quân tại World Cup năm 2018. Tuy nhiên, tiền đạo Lewandowski có lẽ sẽ được an ủi phần nào bởi nụ hôn nhận được ngay trên sân từ cô vợ Anna Stachuka. World Cup năm 2010, Carbonero khi đó vừa là bạn gái vừa là nữ phóng viên đã nhanh nhẹn tới phỏng vấn Casillas. Thủ thành của Real Madrid tỏ ra khá bối rối nhưng để kìm nén cảm xúc, anh đã dành cho cô phóng viên một nụ hôn thắm thiết khiến Carbonero hết sức bất ngờ. Nụ hôn của Casillas được chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của World Cup và cuộc tình như mơ giữa họ bắt đầu. Cầu thủ bóng bầu dục David Nelson sau khi thực hiện cú touchdown ghi điểm để chia sẻ niềm vui của mình bằng cách chạy thẳng đến và dành cho bạn gái là đội trưởng đội cổ vũ một cái ôm nồng nhiệt. Một dịp khác trên sân tập, Cristiano Ronaldo bị cuốn hút bởi một nữ phóng viên và anh chàng đã tìm cách để nhìn lén cô suốt cả buổi tập. Một lần phỏng vấn trên truyền hình của hãng Fox, nữ phóng viên Alexis Click đã liên tục có những lời khen và cử chỉ thả thính với huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. Nhưng Kobe đã thực sự cho thấy sự chuyên nghiệp của anh trước tình huống như vậy.
Một cầu thủ bóng chày khác được bắt gặp đang thả thính một nữ phóng viên trong cuộc phỏng vấn khi anh ta nói rằng bản thân đã giành được 2 chiếc cúp và cô gái hỏi rằng anh có thể chia cho cô một cái hay không. Anh chàng vui tính đáp lời: "Dĩ nhiên nếu cô chọn đến ở chung một nhà với anh." Sau trận tứ kết Copa America 2016, James Rodriguez đã được người đẹp Andrea Guerrero, nữ MC quyến rũ của đài ASEAN Colombia, giữ lại phỏng vấn trực tiếp. Trong lúc phỏng vấn, James Rodriguez rất ngượng ngùng khi nữ MC xinh đẹp Andrea Guerrero có hành động khá thân mật trong lúc phỏng vấn, và kèm theo đó là những câu nói ngọt ngào như James Rodriguez là người đàn ông mà tất cả đều khao khát. Trong một cuộc thi âm nhạc, một người phụ nữ đã khiến nữ ca sĩ Beyoncé khá là khó chịu khi liên tục trò chuyện với chồng mình là nam rapper Jay-Z. Vận động viên bóng rổ Tristan Thompson đã kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận đấu bằng một nụ hôn cho cô gái phỏng vấn anh. Quentin Jackson got a little bit too close with the reporter and she seemed to be loving it. Trong cuộc trò chuyện sau chiến thắng của lực sĩ thể hình Flash Lewis đã không kìm được cảm xúc khi nghe anh chia sẻ về câu chuyện của mình, cùng với đó là cảm xúc thán phục được biểu hiện rõ ràng khi cô nhìn vào cơ bắp của anh. Tay vợt Rafael Nadal cũng từng gặp phải cảnh được fan cầu hôn trong trận đấu. Trước tình huống này, anh chàng không biết làm gì khác hơn là chỉ biết vẫy tay và cười. Vừa rồi là những khoảnh khắc thả thính và cảm xúc từng xuất hiện trên sóng truyền hình. Nếu thấy video thú vị, hãy để lại like và nhấn subscribe để đón xem những video hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!